bắt đầu vào thị trấn gì nhỉ? Bắc Mê. Phú Bắc Mê. Cái gì? Yên Phú á? Yên Phú. À, vào thị trấn Yên Phú Bắc Mê. À, vào đây là cấm bấm còi này. 1000 mét. Trên đây làm gì nhiều thế? Bán xe cũ à? Đang lưu vô nhiều phết chứ nhỉ? Hay cho thuê xe ra? Còn phật lử kiểu như mấy cây và cũng rất là rào. Đây chắc cũng vắng vẻo như kiểu là Quang Bình đấy, chạy qua ấy nhỉ? Một mình một đường, cuối tuần chắc họ không về hết. Quay được cái nào? Đường cũng đẹp. Con kịp đi vào trong sân bị đấy. Bây giờ đi tiếp. Không thì đã bảo để dừng ăn các kiểu rồi. Thì một chai nước vậy. Ừ, đi lại trên này mua. Đây toàn nước ngọt thôi. Đây toàn mía quay đây nè. Mía thằng Quang nó xây xe rắt uống rồi. Sự đạp ơi. Về chứ lên con phở con trước này cả người ta nó chưa hết một người lên sửa xe có heo gì à, nhớ tới già thật, nhớ tới già à. Hiểu như tôi rằng
giữ tay ga, ta đứt dây ga, nhớ tới ga. Gì nhỉ? Mày chẳng đến hết cũ, mày chẳng phải có. Đứt dây ga, ta nhớ tới ga. Ấy, cửa hó. Tí nó chạy ra đường. À, hết đoạn đường huyện mới rồi. Đông mê rồi. Sang huyện cũ. Chú cách đây sang. Dừng lại đi sang nơi tiếp. Cầu Bản Sáp. Sao chỗ đây chỗ kia như có cái quán mà vậy? Bắc Mê, huyện mới đằng kia, đây là huyện cũ. Nào rồi đây về nó cũng chưa lên rồi nhỉ, đóng cửa đầy đây, cơm phở bún cháo này. Hôm nay lên hết rồi, mai đi làm. Chứ tôi kinh doanh ngoài chắc nó chưa lên thôi. Bắt đầu. Cầu này hơi bé, hai xe đi là không đi được, nhường nhau. Rồi, xe máy chắc là đi được. Tây và lô vài nữa chứ. Ốp sắt hơi ác ấy. Làm to ra một tí cho hai xe nó tránh nhau. Ê tí. Chắc được không nghĩ ra nhiều người này. Nhưng mà đông. Ý, dê kìa. Có
về loè đấy. Bây giờ là lên dốc hết huyện Bắc Mê, lại lên đèo, lại dừng được rồi, hết thị trấn huyện Bắc Mê.